Rồi, xin chào cả nhà. Hôm nay buổi sáng mình đi bán ở chợ Gạch Bàng. Mình đi chút chú Út bán chợ Gạch Bàng. Giờ mình quay cho mọi người cùng xem chợ Gạch Bàng nữa nha. Chợ Gạch Bàng mình có quay một lần rồi, giờ mình quay lại, lâu quá mình quay lại cho mọi người cùng xem. Đây là mình ngồi bán ở đây. Sáng mình mở hàng rồi. Kế là dì Trúc. Kế dì Trúc bán. Chào. À đó, sáng dì Trúc với mình mở hàng rồi hết rồi đó. Đó. Có khách lại mua rồi kìa. Bán sầu riêng. Sầu riêng cam. Đây là mình đi xuống dưới mé sông, xuống chợ cá nè cả nhà. Chợ Gạch Bàng này thưa người quá à. Biên bán đắt không chị Biên? Đắt phải không? À đắt. Chị Biên bán trong quầy nè. Rồi chỉ phải kiếm thêm mà bún đồ ăn nữa kìa. À. Đó, phải kiếm thêm nữa đó, đắt quá phải kiếm thêm nữa đó. Chợ này vắng quá ăn Biên. Đó, đó. Đây chú Út chú xuống ngồi dưới này nè. Thui thủi ngồi có mình dưới này. Mình như chú ngồi chợ. Đây xuống này nhà lồng. Này trong nhà lồng bán thịt heo, đồ rẫy cũng như những chợ khác vậy đó cả nhà. Nhưng mà cái chợ Gạch Bàng này ở trong sâu quá, người bán thì nhiều mà người đi thì ít quá, tùy theo ngày theo bữa. Tép tầm số sáng có nhiều người đi chợ bằng ghe đâu nữa nè. Đó, bơi xuồng đó. Cả nhà nhìn thấy xuồng là nhớ dĩ vãng ở dưới thôn quê. Đó, người ta bơi ra cái người ta giật máy người ta đi về. Thank you.
Đây tới từng là người đẹp bán xôi, là mình đi xuống mình ăn xôi của người đẹp này không nè cả nhà ơi. Tới từng là xuống ăn xôi không đó, không ăn gì trơn, ăn xôi đã tới rồi về thôi. Bán đắt không? Đó hết rồi đó. Có mình ăn mở hàng vô là bán đắt lắm. Ngồi trong nhà lòng bán. Bán bánh mì. Trời mưa quá xá luôn. Hôm nay nhà mình ăn bánh ướt. Mẹ mình đang kìa thịt kìa. Bánh ướt nhưng mà mình làm không có làm quay bột mình như ta, mà mình là sẽ làm bằng bánh tráng. Bánh tráng mình hấp. Mình lấy bánh tráng nhúng nước á, cái mình sẽ nhúng nước cho nó mềm ra cái mình đem đi hấp. Mưa quá mưa. Này đâu thấy đâu cũng có mưa vậy đó. Từ Vĩnh Long tới Trà Vinh luôn. Chỗ nào chỗ nào cũng mưa hết. Phải hôm qua mà mưa đi bắn thì mưa đây là khỏi bắn luôn. Mẹ lết xuống ướt nhẹp ngoài cỏ mà. Bắn rồi đi về là về sức ngủ luôn à. Sức ngủ luôn. Kiểm tra bắn đang thiệt. Bắn 3 viên được 26 điểm. Hai con à. À. Cả ý là cận nha, mượn kiến đeo. Kiến của thằng học chung á, mà không đúng độ đeo nó hơi hơi mỏi. Con có kiến đâu? À, kiến mất rồi. Hai viên 9 điểm, viên 8 điểm. Bắn đung 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 hết hồn. Bắn 3 viên trúng hết không? Trúng hết thì hai viên chín, viên 8. Có hai thằng được 30 điểm à. Con thuộc lò giỏi với bộ dẫn á. À. Từ 25 tới 30 lò giỏi. Thành 6. Bánh tráng là mình sẽ đi ngâm nước đó các bạn. Cái mình sẽ cuốn nó lại để hồi cái mình hấp nó. Nè, cái này là mình ngâm rồi nè. Ở trong nước ngâm á mình có cho thêm dầu vô. Với mình có quét dầu thêm nữa để hồi nó không có bị dính. À, là bánh ướt kiểu vậy là tiện lại ha. Bánh tráng là mình mua bánh tráng mà loại nhúng nước á. Loại dày. Cái mình ship nó lại. À. Thì cái mình sẽ bắt cái nồi nước lên rồi mình đi hấp. Trời mưa nó tạt cái ướt cái sàn của mình luôn. Mưa lớn, nãy mưa lớn lắm các bạn. Đây, mình quay cho thằng Tấn với mà dì Trúc cuốn nha. Cái này mình phải có thêm hành phi vô nó mới thơm. Hành phi là đó, mình chừng nào mình ra ăn mình mới để mà. Ủa tưới luôn hả? Vậy đó. À. Đó. Nước nhanh nhanh gọn nhanh à. Làm bánh nước từ bánh tráng. Đó. Đây chú. Hả? Làm như đó thôi hả? Còn nhiêu đó hết luôn đi. Hết bánh tráng luôn trong bánh luôn hả? Hết. Ủa còn hả? Hết rồi. Còn gì làm nữa? Là như đó đủ chưa? Chưa. Đủ rồi, thầy đủ rồi nè. Đủ là đủ một dĩa hấp á. Đây nè, mình hấp nè.
cả nhà. Cái này mình hấp khoảng chừng tầm 2 đến 3 phút thì được rồi các bạn. Dạ. Nóng mà, nóng mà. Hay quá. Tài thần. Rồi để dưới kia vô luôn mà. Tay mẹ. Tay thần mà. Rồi để lại. Cái này mình ăn giá luộc nha các bạn. Còn này là nước mắm nè. Mình chút chỉ làm nước mắm. Nước mắm này thì mình nấu nước nước á. Mình pha, phải nấu nước ấm á, mình pha. Nước nhiều hơn nước mắm. Chứ mình pha nước bánh này mình pha nước mắm mặn quá thì là ăn không ngon. Nước mắm này mình hấp được á. Tỷ lệ đường với nước nó nhiều hơn nước mắm. Còn thịt này là thịt mẹ mình gam. Cái này là mẹ làm gam chứ đâu phải bì. Bởi vì mẹ nói gam chứ không bì. Bì là phải có thính. Thì bì phải có thính. Bánh tráng tráng này nó không trong bằng cái bánh ướt người ta bán. Ừ. Nước người ta thì nó trắng, nó trắng. Còn này thì nó trắng ngà. Thịt gam. Này mình ăn thịt gam với chả lụa. Mẹ mình có làm thêm nem nữa kìa. Nhưng mà có làm mà mưa. Trời mưa cái thôi nghỉ nướng luôn. Cái không có nướng luôn. Mình ăn chả lụa thôi với thịt gam thôi. Hấp xong mấy cái dĩa bánh ướt là trời tạnh mưa luôn. Tối luôn. Giờ mới có 3 giờ các bạn nhưng mà tới thui vậy. Như kiểu như 5 giờ vậy. 3 giờ hả? 3 giờ chiều. Mà trời mưa à. Ở ngoài trời vẫn còn rất hột kìa. Bây giờ mình sẽ cắt ra. Cắt ra và đâm thịt, đâm rau vô. Mẹ mình đang sắc rau đó. Còn đây là thịt gam của mẹ, gam nè, với chả lụa. Chả lụa này làm khó. Chiều hôm nay vắng chuốt rồi. Ê cái này mình sắc miếng bự về chú sắc vậy luôn hả? Miếng bự chứ sao sắc miếng vậy mẹ? Mẹ thấy người ta sắc miếng vậy lại vậy luôn. Đâu có. Dạ. Ba miếng. Ba miếng nhiều không? Còn giá với rau với leo mình để trên. Cái này mà không có mưa á. Làm nướng bì ủa chả, ủa cái gì nem nướng là ngon lắm. Rau thì mình có rau húng cây giá thì mà dưa leo giá thì mình trụng nha các bạn. Đó, vậy mình chan nước mắm lên. Nước mắm này nước mắm mà mình hấp được á chứ không phải nước mắm mặn đâu, cho nên mình chan nhiều lên nó mới ngon. Ướt luôn. Đó. Cái mình trộn lên. Nghe mùi ớt với mùi thêm của húng cây nè, thơm. Bát ngát. Còn cái miếng bánh ướt mình làm từ bánh tráng nè các bạn. Nhìn chảy nước miếng luôn. Giờ này là ăn cái này là về luôn à. Hôm nay mình làm món bánh ướt xong rồi mời cả nhà dùng với gia đình mình ăn, quên cơm nữa. dùng bánh ướt với gia đình mình, quên nó cơm nữa rồi. Quá hấp dẫn không các bạn ơi. Ngon lắm đó. Ừ. Mặn không? Mặn không? Ngưng lại đây. Mặn. Dễ dầu gì. Để cho ăn hồi mặn này thêm tùm lum hết. Miếng rắn à? Miếng bánh ướt nó thơm. Nó thơm mùa mà. Nó
nãy có thêm hành phi á, dài nữa. Gắp thêm miếng rau, miếng thịt, rau vô. Không có mặn luôn, vừa ăn ngon không? Ngon. Ngon. Ngon quá không? Xin nước mắm sữa, ngon lắm. Sữa hả? Ngập ngập lắm, ngon. Ngắm nhiều vô, nó lại nó mắm nó cay. Đó là nguyên một tô rồi luôn. Không cay mà không mặn nữa. Không mặn, cái lộn nó không cay. Hơi hơi à. Hơi hơi cay cay, không cay hôn. Cay ăn hít hà mới đã phải không? Cho cái gì ăn hay trộn quá. Trộn nó ngon. Trộn đúng chưa? Nè trộn cho đúng chưa? Trộn nó thấm. Ừ. Cái trang như bánh ướt luôn rồi. Bánh ướt không có cái trang. Không có, mình tại mình lấy bánh tráng. Mình làm bột. Bột cái tráng. Bột bánh ướt nó cũng làm bột cái tráng này. Ngon ngon. Tự nhiên cái nó trời ơi, trang như mẹ ý là mẹ nói làm mình chán luôn á. Nhìn thấy cái loại bánh ướt khô á, thì nó không có gì, nó thấp rồi. Coi vậy làm vậy nó khỏe hơn, nhanh ăn hơn nè. Kia bắt lên anh nó cũng vậy hả? Trong bánh ướt còn biết làm không? Bánh ướt con quậy bột ăn mang đổ lên cái à, có cái miếng vải con làm cái chuẩn ở dưới nước cái chỉ thì ăn vậy trải bằng cái miếng vải lịch lại đó rồi, nó hơi lâu nó cầu kỳ đúng rồi như kiểu mà hồi đó bây giờ người ta làm tiện lợi mau bây giờ làm là vô cái chảo chống dính á. Chị Trúc có làm thử rồi, ngon cũng được lắm. Còn kia làm truyền thống là mình giải, như vậy. Năm hồi xưa đó. Chứ làm gì làm bằng giải nó ngon không? Nói rồi. Giải như vậy nè.